Rồi đi bạn. Và xin mời bạn nữ. Rồi, mời bạn nam giới thiệu về mình. Dạ em là tên Nguyễn Văn Trí, đến từ Long An. Dạ, năm nay 34 tuổi. Em nhà em cũng làm chăn nuôi, nuôi trâu, nuôi bò. Nuôi gà với lại xả lúa rồi kia đó. Với lại giờ là chuyển qua nuôi sâu rồi anh. Nuôi gì? Sâu gạo á. Sâu gạo là sao? Con sâu đó cung cấp cho mấy cái nhà hàng thành phố xuống dưới cũng mua. Mình chiên xào rồi ăn ngon lắm. Ăn sâu á hả? Dạ. Ủa, chưa bao giờ thấy con sâu đó ta. Lạ lắm à. Dạ, xin mời chị giới thiệu về bản thân mình. Dạ, em xin chào chị Nam Thư, em xin chào anh Quyền Linh chào và xin chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Châu Mỹ Linh, em đang sống và làm việc ở quận 7. Nghề của em là giáo viên mầm non à. Dạ. Năm nay em 32 tuổi, quê em ở Cần Giờ đó anh. À, bây giờ mình nói chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm của mình cho bạn Linh bên kia đi Trí. Như điểm mạnh của em là biết làm nhiều chuyện như việc nhà rồi anh. Điểm yếu của em là giờ em vẫn đang còn cột đeo thuốc rồi. Nhiều không? Hút ngày chắc cũng được gói. Bỏ được không? Bỏ cũng được. Ngại trước nói chuyện với đám đông cũng rất là ngại. Rất là lo sợ nói đám đông đúng không? Đúng rồi. Bên đàn gái nè, tính của em thì hoạt bát vui vẻ, nhưng mà cũng có nhiều khi em cũng hơi ít nói một tí. Còn còn khuyết điểm của em thì gọi là em rất là nóng tính, cũng có cọc nữa. Trời ơi, có quýnh ai bao giờ chưa? Dạ chỉ có là muốn quýnh thôi chứ chưa quýnh anh ạ. Muốn quýnh hả? Dạy mầm non mà em nóng tính, em cọc tính là mệt lắm á. Linh trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Trước giờ thì em cũng quen được ba người, cũng quen. Rồi cũng do nhiều yếu tố cho nên cũng chia tay. Phần lớn là em cảm thấy là không an toàn. Em quen bạn đó thì em cảm thấy là bạn có cái sự thay đổi. Mình cũng cảm thấy lo. Cho nên em nghĩ tốt nhất là mình dừng lại. Đa nghi quá ha. Bây giờ bạn trai cho bên kia biết là mình có mấy mối tình rồi. Em thì cũng 4 mối tình. Trời ơi. 3 mối tình kia thì cũng như em cũng nhát lắm. Cũng quen thời gian xong rồi cái không dám cầu hôn á. Cái bị người ta cầu hôn trước, cái người ta kết hôn luôn. Cái mối tình sau cùng thì cũng quen nhau thời gian rồi cái bạn kia thay đổi rồi cái em thấy vậy em rút lui luôn. Quen tao mình không nói là cầu hôn với người ta. Chưa kịp nói là cái người khác là nói trước cầu hôn kết hôn luôn. Trời, trời ơi, cái gì mà quen bao lâu mà chưa kịp nói. 6-7 tháng. Thiệt đau lòng. Sao khi chia tay có nhớ không? Có. Buồn không? Buồn. Có khóc không? Có. Chào anh. Dạ, chào chị. Vì trước khi mình làm công việc chăn nuôi mình có làm gì khác không? Lúc trước em cũng đi Nhật 3 năm hợp tác, bên Nhật 3 năm rồi em về rồi cái em làm thợ hàng á. Rồi biết nói tiếng Nhật không anh? Vô mua rau hay mua gạo hay đến tiền này kia nọ là nói chung chào hỏi thì đó là được. Còn vô mua rau cái, vô gặp anh Linh mua rau cái. Ok. Dạ qua Saki. Nói câu tiếng Nhật nghe chơi. Nói tiếng Nhật thôi. Ừ, nói đây nè, đây người Nhật nè. Ok. Yamaha Yawasaki Hajime Masate Watashi wa Tishan đẹp Kyo wa San Yuyon sai đẹp Long An Karak Kibata Bojo Yuyusuke Onegashimasu. Ok, arigato, sit down please. Dịch không hiểu, ở đây hai MC không ai hiểu. Em nói em thì tinh trí, năm nay 34 tuổi, dạ. Đến từ Long An, mong được sự giúp đỡ của mọi người. Hay. Trời, hay quá, dễ thương. Cái mẫu người phụ nữ mà anh mong muốn là gì? Mẫu người em thì được đơn giản chị, gửi 6 nút được chị. 6 nút là sao gái mình tính bằng nút hả? Anh mấy nút? Đừng nói mù nha. Anh Linh thì 8 nút rồi. Ôi, con kìa. Ghê. Đây. Em mấy nút? Đừng quắc nha. Chị 9 nút. Trời ơi. Ôi, 9 nút, con nút có tiền. Chọc ghẹ anh thôi, nhưng mà thực sự là nói một cái mẫu người phụ nữ mà anh mong muốn là như thế nào? Biết lo cho gia đình rồi. Dạ. Cái cao là chừng mét rưỡi tới mét 7 rồi. Anh mét mấy? Mét 69. Mét 69 rồi lấy vợ mét 7. Rồi làm cô dâu quất đôi guốc lên một tấc nữa là 1m8 là bỏ xa anh luôn đó anh. Hả? À, đàn trai tôi dễ thương không, lắm không, đó là dễ thương. Trời. Nãy giờ Thư nói chuyện đó lên Thư thấy anh này rất là dễ thương, rất là chân thành, hóm hỉnh, vui tính nữa. À, xin chào em. Em chào anh ạ. Người cùng tên. Dạ đúng rồi, Linh Linh. Ai Linh cũng dễ thương lắm. Em là này, em ở quận 7 đúng không? Dạ. Anh này ở Long An. Khi mà lấy nhau chắc mình về quê đúng không Trí? Dạ. Hồi nãy em nghe nói nuôi sâu em thấy sợ sợ quá anh. Thiệt, anh chưa về, chưa thấy con sâu mà đem đi xào với luộc rồi ăn hết trơn. Để em chắc em đi về để em học hỏi cái cách nuôi sâu coi làm sao. Đúng rồi.
Như vậy là em có quan trọng cái chuyện làm dâu hay không không? Dạ em thì em nghĩ vấn đề đó không quan trọng lắm. Không. Em thích một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Cỡ như anh Quyền Linh cũng được ạ. Trời ơi, thì không dám phải. Sâu. Điều gì mà Linh không thích ở người đàn ông? Điều em không thích ở người đàn ông là có tính gia trưởng. Ừ. Em thấy bây giờ có nhiều người là phân chia công việc như là phụ nữ là phải làm hết mọi cái việc nhà như vậy thì em không thích. Em nghe nè, tới vợ về mình làm gì với vợ? Vợ làm gì em cho vợ làm đó chứ em không có cấm cản gì hết vậy. Rồi vợ không làm mình có làm không? Không, vợ không làm thì em làm chứ. Thấy chưa? Thì trai rất là gọi là chất phát thật thà. Anh thấy là anh này hiền đó. Mà em cũng thấy nãy giờ anh nói chuyện anh hiền thiệt. Hiền lắm thiệt. Dạ. À. Bây giờ có gì đó chuẩn bị đám cưới rồi. Nhật 3 năm thì cũng giúp đỉnh gửi mẹ để giống như cái... Lấy vợ về có kêu mẹ đưa tiền lại đưa cho vợ không? Lúc đó đám cưới là mẹ cho chứ không có cần đòi hết. Mẹ tự cho. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi nha. Linh tới đây, Linh đi với ai? Dạ em đi với mẹ. Chào Nguyệt Linh. Dạ. Xin chào Nam. Dạ. Thư. Theo cô thấy thì cái cậu này thì chất phác, thì thấy người rất là thật thà. Nhưng mà cô nói trước là trong đời cô chỉ có một mình nó là một đứa con thôi. Và cuộc sống chỉ có hai mẹ con thôi. Cái suy nghĩ của cô á, muốn con của cô lập gia đình nhưng mà không muốn đi xa. Trẻ em nó nhờ người lớn, người già nó nhờ người trẻ. Thì khi con nó đã đi về quê chồng rồi thì mẹ như thế nào đây? Cô ở Cần Giờ. Cần Giờ. Cuối tuần là con Linh nó về nhà với cô một ngày. Long An là ở đâu? Quyền nào? Em ở huyện Đức Hòa. Đức Hòa. Ồ, à. Vậy là gần. Vậy cái tuổi của cô nay đã 60 rồi. Dạ. Không còn cái sức khỏe như hồi mà còn trẻ nữa. Con rồi, cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Anh Trí ơi. Dạ. Chắc hôm nay đi với mẹ đúng không? Dạ, đi với mẹ chị. Thì cô cũng thấy bạn cháu gái bên đây thì thấy cũng dễ thương, hiền. Thì cô cũng mong hai đứa cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau, để tiến tới hôn nhân. Dạ. Nếu mà ở bên nào thì cô cũng đồng ý, bên nào làm ăn được thì cô cũng đồng ý. Trời ơi, dễ vậy quá. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi. Mở rào. Mở bắt đầu đi Trí. Muốn quà tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Anh ơi, mình trở về tuổi thơ đi, mình nói chuyện theo kiểu này đi anh. Điện thoại dây với anh. Bây giờ anh nghe đi, anh nghe em nói, anh nghe. Anh có thể cho em biết là anh cảm thấy về em như thế nào à? Anh cảm thấy em cũng dễ thương, hiền, cũng xinh. Ok, cũng được. Có bộ cực quá ha. Chi nó mệt rồi trời, ngồi sát bên. Không phải anh dạy cho nó lạ. Nhìn Linh rồi thấy mấy nút? Có 11 nút rồi. 11 nút là bầu người đó hả? Bây giờ em cầm cái micro đó em hát cho cậu nghe đi. Anh hát, đầu đi, hát anh đi. Hát đi em nghe. Em chưa chồng anh cũng chưa, anh chưa có đón dâu lần nào. Nay chị Hồng đã xe duyên cho đôi lứa chúng ta gặp nhau. Lấy anh đi, lấy anh đi, lấy anh đi cuộc đời vui hơn. Lấy anh đi, lấy anh đi, lấy anh đi cuộc đời vui hơn. Yeah. Ơi, cảm ơn cái trò chơi này cũng rất là vui ha. Ủa còn nữa, còn hát nữa không? Hát bài phải nữa nha. Hát bài chứ, cầm cái video đó hát đi. Đúng rồi. Lấy anh đi, lấy anh đi, lấy anh đi cuộc đời như mơ. Lấy anh đi, lấy anh đi, lấy anh đi cuộc đời vui hơn. Thôi được rồi anh ơi. Vừa đó thôi đó hả? Hết nhớ rồi, thấy bạn cái em chữ bài hát bài mới hết rồi. Cắt hai cái dây đi. Anh cũng đang lên tính lấy. Tặng về đó gắn cho con trâu một cái, mình một cái. Anh giữ làm kỷ niệm nha anh. Em cảm nhận anh sao? Em thấy anh hiền, dễ thương. Nói chung là rất là thật thà, vui nữa. Anh cũng bù được cái khuyết điểm của em là em không có hát được, anh hát giỏi. Biết chế nhạc nữa, vậy là... Tại ở đây hát không được chứ nha, anh hát cũng tạm tạm cũng ổn. Em thời gian rảnh thì em rảnh ngày nào? Em là hả, thứ bảy chủ nhật em rảnh, tối em cũng rảnh. Nói chung là ngày nào em cũng rảnh, chỉ có buổi sáng trong ngày trong tuần là em đi làm thôi. Thế anh cũng vậy giờ hả, anh cũng rảnh ấy gì em vậy đó. Muốn hẹn hò bây giờ, lúc nào cũng được thôi. Vậy thì anh quyết định đi, anh quyết định đi, anh đưa giá ngày nào đi. Quyết định một tuần gặp mấy cổ mấy lần. Chứ bây giờ không lẽ anh nói là em hẹn anh ngày nào, đúng không anh Quyền Linh? Đúng rồi. Theo em thì một tuần em lên thăm cổ mấy lần?
Từng có thể 8 lần vậy? Từng có 7 ngày lên 8 lần. Ngày nào anh lên 2 lần. Dễ thương quá à. À, bây giờ mình nói với cổ đi. Anh hỏi đi em trả lời. Ừ, hỏi em em thấy anh em có rung động gì không? Em thấy anh có tim anh có rung xíu nào. Em nói là thấy anh dễ thương. Cái ưu điểm của anh là rất là thật thà. Tim em có thấy cảm thấy rung 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 xíu nào không? Có thích có thích nào không? Nhìn anh là dễ mến, dễ thương. Vậy thì em hỏi lại, anh đang có cảm xúc gì không? Thấy cũng tim cũng nãy giờ cũng rung rung rung. Anh nãy giờ giữ lại chứ không rớt ra ngoài nè. Em rờ bây giờ cái biết em biết rung mạnh không nhỉ? Qua rờ liền qua thử coi. Ở đâu anh tim nằm đây hay đây? Em cũng biết về tim bây giờ không biết nằm đâu luôn nữa. Nằm đây nè. Nó chạy từ bên này qua bên đây rồi hả? Đây là bên phải, tim nằm bên trái mà. Đây hả? Em chưa nghe gì á. Đập quá rồi chắc hết đập luôn à. Chứ nếu mà hai bên gây nhau thì ai sẽ là người xin lỗi trước? Ví dụ em sai đi, nhưng mà chuyện nhỏ nhỏ quá thì anh chấp nhận xin lỗi cũng bình thường. Nhưng mà tính em ngang lắm. Lỡ mà em có sai đi nữa em cũng không chịu xin lỗi thì anh giải quyết làm sao? Thì anh xin lỗi ngược lại em. Tức là ví dụ như cái chuyện nhỏ hờn vu vơ đi, không quan trọng ai xin lỗi, anh xin lỗi trước cũng được ha. Anh đố em dám nói, điến tới nói em làm vợ anh đi. Bản lĩnh đàn ông đâu? Tôi lớn lên. Em làm vợ anh đi. Em làm vợ anh đi. Em làm vợ anh đi. Dễ thương quá à. Hãy để tay vào nút bấm. Chúng ta thấy rằng đây là một nửa yêu thương của mình thì bắt đầu mới bấm, còn không phải thì không bấm. Chúng ta sẽ để cơ hội đó cho nhiều người nữa nha các bạn nha. 3 2 1. Hết thời gian. Oh. Anh rất lo. Tại sao cô giáo bấm chậm vậy? Chắc tại em run. Rồi nắm tay đi. Và một nụ hôn. Mời bạn trai. Dễ thương lắm. Để tiếp điểm mạnh điểm yếu giùm chị đi Hoàng. Điểm mạnh của em thì em cũng nói chung là cũng không không thuốc lá rượu bia, thì cũng nói chung cũng ít đi chơi. Còn điểm yếu thì điểm yếu nhất là chắc là chạy, tức là cái chạy xe này nó hơi yếu. Với lại vào đây thì cũng lâu rồi ấy, thì cũng vẫn công việc thì vẫn tạm thời ổn định thôi, mới ổn định thôi. Là sao em, mới ổn định là sao á? Thì tức là em lớn rồi, nhưng mà ý là kiểu như là cái đợt mà em cũng bị đi học trễ một chút ấy, chị, thì thành ra là em mới đi làm cũng tầm độ mấy năm gần đây, phải 3-4 năm gần đây ạ. Có thể chia sẻ lý do tại sao em đi học trễ được không? Trước thì em đi du học chị, nhưng mà vẫn chưa học xong thì em về nước chị, thì mất mấy năm. Đi du học ở đâu em? Em đi Nga chị. Rồi sao mà đi chưa xong mà về? Thì nói chung là do cái khả năng kiểu như tiếp nhận ngôn ngữ của em nó hơi kém, nên là kiểu như là cái không theo kịp, vì học bằng tiếng Nga chị, nên em không theo kịp ở bên đấy. Em học ở bên đó được mấy năm thì em vừa về? Cũng mất 5 năm ấy chị. Ở 5 năm luôn á hả? Dạ. Em có nghĩa là ở tới 5 năm nhưng mà mình thấy là nó không có khả quan luôn á hả? Dạ vâng. Ý là chị nghĩ 5 năm là cũng làm quen rồi được rồi chứ. Ý là do bọn em thằng đấy cũng mất mấy năm đầu học tiếng ấy chị. Dạ. Mà sao chọn tiếng Nga? Lúc đó là tại sao lại đi Nga á? Do có chương trình đi học bên nước ngoài thì em được đi ấy chị, nên là em cũng không lỡ nước chị. Cái đó là học bổng hay là sao em? Học bổng chị. Dạ. Học bổng toàn phần không? Cũng một phần chị. Rồi đi cái đó xong thì em đi mất 5 năm ở bên đó, thì ngoài cái học đó em có đi làm gì bên đó không, hay là coi như về là mình có em
Em chỉ đi học thôi, xong rồi em học xong em ở từ bên Nga về thì em vào trong trong Sài Gòn luôn, thì em xong em đăng ký học dược. Xong rồi là thành ra là vừa rồi em mới đi làm được tầm độ 3 năm 4 năm gì đó thôi ạ. Rồi. Đi vậy là cũng mất ít tiền không em? Cũng mất ý là cái thời gian ở bên nước ngoài đấy chị hay sao? Đúng rồi, ý là giống như cái chi phí nếu mà mình đi về thì lời hay là lỗ đó. Lỗ rồi đúng không? Lỗ hết nhiêu, này chị hỏi cho biết rồi. Tầm 300 chị. Trời ơi, nghe tiếc quá hả? Mà mất thời gian 5 năm nữa. Trời ơi, thôi chị buồn với em nha, không có đi tới được cái con đường mình mong muốn ha. Nhưng mà lúc đó thì đi Nga học là em học ngành gì? Em học điện nguyên tử chị. Trời ơi, cái đó mình ở trong nước cũng học được mà ta. Tính đi Nga là có cái điều kiện mình có nhiều tiền hơn đúng không? Dạ. Rồi, thế thì bây giờ là đã quyết định là ở đây lập nghiệp chưa hay là sẽ có ý định đi nước ngoài làm nữa không? Không thì em định như kiểu em sống và làm việc ở Sài Gòn luôn chị. Thì em cũng không có ý định về Bắc ấy chị. Bắc, ở ngoài Bắc, Bắc thì em là con, em là con thứ mấy? Em là anh trai cả, còn em dưới em là có một em gái nữa. Là hết rồi. Dạ. Rồi, nhưng mà người ta nói trai Bắc hay về quê lắm nha. Em là coi như đâu có em trai, em gái nữa, mai mốt ba mẹ bắt về thì có không? Không thì cái đợt do mẹ em mấy năm trước mẹ em cũng mất rồi ấy chị, thì cũng mọi người cũng kêu là về quê để ổn định luôn ấy chị. Nhưng mà em cũng lựa chọn là em tiếp tục ở trong Sài Gòn. Ba thì sao hả em? Ba em ngoài kia thì cũng mới về hưu ạ, thì cũng ở mình thôi ạ. Thì do là ở ngoài kia thì có em gái em thì có cháu rồi, thành ra là cũng ba em thì cũng ở ngoài quê cũng không buồn chị. Trời ơi, nhưng mà tôi nghi lắm cái này, là trai Bắc là thế nào cũng phải về thôi. Rồi. Không em. Dạ. Đó nên suy nghĩ kỹ nha, chứ để tôi làm mai cái cô trong này yêu đương rồi khổ sở thêm nữa là mệt. Không thì mình kiếm cái cô gái Bắc luôn, cũng nhiều cô gái Bắc lắm. Không, chị nói thiệt đó, có muốn ra Bắc luôn thì chị làm mai cho cái cô ngoài Bắc luôn. Đó thì mình ra ngoài mình lập nghiệp. Em thì em về ngoài làm được không? Em nói chung là em cũng không quan trọng Bắc Nam, nhưng mà ý là kiểu như là về cái văn hóa hay là về cái phong cách với lại ẩm thực, thì nói chung là nếu mà lựa chọn được một bạn Bắc thì cũng em thấy em thì không sao cả. Thôi em vào đây cũng lâu rồi, em cũng quen rồi. Thôi giá thì ăn thử thấy hay rồi. Rồi. Đó thì chị sẽ hỏi thêm nếu như mà mình được chọn ha, để chị sẽ hỏi thêm mấy cái đó. Rồi bây giờ tình trường thì được 3 mối tình, là chia sẻ chị tại sao mà chia tay. Mối đầu quen mấy năm rồi tại sao chia tay? Mối thứ 2, mối 3. Dạ thì cái mối tức cái đợt hồi xưa thì nói thật là em đi học là toàn mấy cái đợt đấy cũng ít yêu đương, bởi toàn là tí rồi học mấy cái mà nhiều nam ấy chị, còn mấy cái trường mà toàn nam mà ít nữ ấy. Thì cũng ít yêu đương, thế rồi lúc mà em về Sài Gòn này thì em mới bắt đầu đi học được, thì em mới bắt đầu yêu trong lúc mà học đại học ấy, thì bước đầu tiên thì là trong cũng nhanh có tầm 3-4 tháng à. Đấy thì nói chung là tuổi của em thì hơn bởi học yêu người cùng học lớp với chị, thì cái đợt ở Sài Gòn học thì cái tuổi của em cũng hơn khá, thành ra cái khoảng cách tuổi tác nó cũng với lại không hiểu nhau, với lại kiểu em cũng chưa có kinh nghiệm yêu ấy chị, chưa kinh nghiệm yêu thành ra cũng chưa biết chiều chuộng, hay là cũng chưa biết là như kiểu ngày nọ thì nha, là kiểu chưa biết kiểu nói nào các chị, thành ra là cũng không được đi xa thì 3-4 tháng. Thì còn sau đó thì như kiểu mấy mối tình sau thì nó cũng ngắn đấy chị, thành ra là cũng nói chung là. Ủa, nhưng mà lúc đó em nói là nhỏ hơn em nhiều tuổi hơn bao nhiêu? Bạn đó là 9 năm chị, em 88. Trời ơi, là bạn đó nhỏ hơn em là 9 tuổi. Không, 7 tuổi chị. 7 tuổi, rồi. Rồi, bây giờ mối tình tiếp theo thì sao? Coi như mối nó nhỏ quá đi, rồi mối tiếp theo, 3 mối lần mà. Dạ, thì
mối thứ hai thì bạn ấy thì là tức là mẹ đơn thân chị, thì với lại kiểu như là do là kiểu cái kiểu như là bạn cũng hơi kiểu như sợ về kiểu như kiểu về cái kiểu cái với chăm cho con, với lại như kiểu sợ về cái bước tới tiếp theo ấy chị, nên thành ra là bọn em thì cũng được một thời gian thôi, cũng dừng. Ủa nhưng mà là bạn nó sợ hay là em sợ? Không, bạn nó sợ chị, cái ý kiểu như là cũng bạn ấy cũng kiểu muốn như kiểu muốn ý là muốn chăm về kinh tế hơn, thì bạn ấy muốn như kiểu tập trung về kinh tế hơn thì để như kiểu để có kinh tế vững vàng để sau này lo cho con chị. Thì em thì mà cũng em ý có là ngại không? Em có ngại cái vấn đề đó không? Vấn đề có con riêng rồi vậy đó. Em thì em cũng bình thường, do em tính em thì cũng thoải mái, cũng không kén chọn gì nhiều. Dạ, thiệt không đó nha, có khách sáo không nha, chị thấy người Bắc là họ rất là khắt khe chuyện này luôn á, chị không có đánh giá đâu, nhưng mà chị gặp trai Bắc là hầu như 99% luôn á, khắt khe dữ lắm. Dạ. Kiểu như là họ độc thân là họ không có chịu cô gái mà ly dị đâu. Sao được không? Không, chị hỏi thật á, cũng có thể là em thoải mái nên em thích sống ở trong miền Nam hơn. Đó. Thì đấy là theo quan điểm của em chị, còn như kiểu về quan điểm gia đình em thì em cũng khi mà em ở trong này thì em cũng hơi ít mà liên lạc về nhà ấy chị. Thì nhưng mà em nghĩ là nếu mà em đồng ý thì nhà em cũng ổn định thôi mà. Rồi, thế thì bây giờ là mối đó tôi thứ hai thôi, có mối thứ ba không? Mối thứ ba đâu? Thì mối thứ ba thì cũng yêu trong thời gian ngắn thì thành ra cũng gọi là cũng chấp nhận yêu ấy chị, xong rồi nhưng mà cũng không đi đến đâu, cũng tầm độ 1-2 tháng thôi ấy chị. Ủa mà nãy mối đầu ông nói ông không có kinh nghiệm yêu, mà mối thứ ba rồi cũng không có kinh nghiệm yêu luôn hả? Không, thì ý là tự nhiên mối ba thì cái đợt dịch vừa rồi ấy chị. Đợt dịch thì ra cũng không thời gian để như kiểu để mình có thể mà phát triển về mặt tình cảm hơn chị. Mà mấy người nè, mấy cô này là ở trong miền Nam hết hả em? Có bạn thì ở Tây Nguyên chị, ở Đắk Lắk chị. Em có yêu xa không? Không chị, nhưng mà ý là kiểu như bạn ấy kiểu như ở cái vùng khác đến đó chị. Rồi ok. Rồi vậy thì bây giờ là cái môi trường làm việc của em thì cho chị hỏi em làm dược sĩ là em bán thuốc hay là sao? Không, em làm sản xuất ở trong nhà máy thuốc chị, thì em làm hành chính thôi chị, em làm giờ hành chính thôi, thì từ 7 giờ sáng đến 4 giờ chiều thì em kết thúc rồi. Thì thời gian của em thoải mái ạ. Thời gian rảnh thì ý là kiểu như là khi mà em kết thúc ngày thì em đi tập thể thao, rồi sau đó em đi ăn thì về tắm rửa xong rồi cũng tối rồi ấy chị, thì em cũng chơi tức là em cũng chơi điện thoại một chút thì xong rồi cũng hết ngày ấy. Mê chơi game nè, là chơi nhiều lắm đúng không? Chơi gì giờ em, đang chơi gì thôi? Em cũng chơi game online với em tập chuyện thì nó cũng chơi với anh con trai thì nó cũng hay ham mấy cái đó. Trời, đổ thừa mấy ông con trai khác là đập em bây giờ nha. Nói chung là mấy ông không có đâu. Nhưng mà không chạy xe máy được hả? Em thì vâng, thì tay lái em hơi yếu, thành ra tâm lý em cũng ngại chạy mấy đấy chứ, em cũng hơi tự mình không chạy nhiều chị, thành ra mình chạy. Ủa vậy rồi khi đi làm rồi có người yêu rồi sao? Ý là hồi trước giờ là mấy cô kia chở em hay sao? Cũng có người thì như kiểu dẫn nhiều đi Grab chị. Tội sang quá, vậy là giàu lắm á, thật sự rất là giàu mới đi Grab không luôn á em. Mua cái xe rồi mình tiết kiệm tiền hơn á. Nhưng mà cho chị hỏi nè, là mấy cô kia là có người chở em đó đúng không? Người ta người chở em. Trời ơi, rồi khoan cho chị hỏi cái này nữa là chứ bây giờ thì em đường xá em biết không? Không chạy xe vậy chứ rành đường không? Em rành chị. Đi Grab thì không vậy hả? Rồi bây giờ đi làm cũng đi Grab luôn hả? Không làm thì em bây giờ em chuyển trọ sang bên gần chỗ làm chị. Rồi sướng luôn, đi vài bước là tới luôn đó đúng không? Dạ. Dạ. Vậy bây giờ chị hỏi em ví dụ như nếu như mà em có bạn gái đi thì em hẹn hò bạn gái thì sao?
Ví dụ như giờ hẹn hò sao đây? Kêu bạn gái chạy qua mình hả? Hay mình đi ráp qua bạn gái hay cũng, sao? Lúc nào thì em cũng như kiểu cũng ưu tiên cái địa lý gần bạn gái chị, thì là em chạy qua bạn gái được chị, thì xong rồi mình lựa chỗ xong rồi mình đi ráp chị. À, có nghĩa là hai đứa đi ráp luôn. Dạ. À, em trả tiền. Dạ. Ai trả tiền? Em. Thì nói chung là quan điểm của em thì nói chung là cái vấn đề mà lúc mà khi hẹn hò thì thường đàn ông thì cũng thanh toán. À, hiểu không? Nè, ta nói trai bác khó lắm á nha, tính toán chi li đồ không? Là không, em cho tính của em thì nói chung là cũng gần như kiểu không như kiểu sao cũng được ấy chị, tính em là nó dễ tính, như kiểu tặng sao cũng được, thành ra nó cũng không cầu kỳ chia ly gì quá. Rồi bây giờ vậy cho chị hỏi là em mong muốn mẫu bạn gái như thế nào nè, mô tả ngoại hình, công việc, tuổi tác, quê quán kỹ lưỡng luôn cho chị. Dạ. Thì em tức là em muốn một người bạn gái là như kiểu không dữ dằn quá chị. Với lại như kiểu có nụ cười dễ thương. Còn tuổi tác thì nhỏ hơn em 3-4 tuổi trở xuống kiểu đấy. Thì còn quê quán thì em như em nói thì cũng không quan trọng quá. Còn về tính cách thì nói chung là em thích người mà như kiểu người ta hoạt ngôn hơn chị, do là như kiểu cái tính cách của em thì cũng như kiểu cũng thích hay nói chuyện, với lại kiểu như là hay nói đùa ấy chị, nên thành ra người nào mà như kiểu mà hoạt ngôn ấy thì nó sẽ nó hợp về cái nói chuyện hơn chị. Nhưng mà em biết lắng nghe không? Lắng nghe thì em lại lắng nghe, nhưng mà em như kiểu con em nói thật là như kiểu em mấy cái mà nói chuyện đùa vui thì em tốt, nhưng mà khi mà nghe một câu chuyện buồn hay gì đó thì em nghe mà em không biết để chia sẻ cùng lại ấy chị, kiểu đấy ạ. À. Dạ, tức là em nghe được nhưng mà em không biết như kiểu là diễn tả cái cảm xúc ngược lại ấy chị, để an ủi hay gì đó ấy, em hơi kém hoàn đó. Em phải nói là có người yêu nha em. Dạ. Mình nói mình cũng phải tập, mình học hỏi thêm đi, rồi mình cũng phải đồ cho bạn đó bạn nói chứ, đúng không? Dạ. Em hoạt ngôn thì kiếm cái người hoạt ngôn thôi, nhưng mà em đừng có nói nhiều. Dạ. Mấy bạn hoạt ngôn thích nói cho người ta nghe đó. Dạ. Rồi em có tài lẻ nào không nè, ca hát nhảy múa gì được không? Không, chị hát thì em nói chung là em nhiều khi em cũng thích ngâm nga, nhưng mà nói chung là cũng không phải gọi là hay ấy chị. Chị thôi khỏi, không cần phải ngại, nếu mà được chọn bạn gái thích nghe em hát không? Dạ, hát ạ. Thì để vấn đề nếu mà được chọn thì em sẽ nói chung là để bảo em kiếm thì em tập em tập trước cái chị thì em cũng đỡ hơn. Dạ. Ừ đúng rồi ha. Rồi ok Hoàng ơi, được rồi. Nếu mà tham gia chương trình á thì bên mình sẽ gọi lại cho em, rồi chị sẽ có một cái buổi gọi là vài tiếng thôi, để mình chị em mình nói chuyện thêm về những cái yêu cầu của em. Dạ. Cũng như là dặn cần thiết những cái gì để lên ghi hình nha. Dạ. Cái thời gian ghi hình gần nhất á là khoảng 23-24 tháng 2. Dạ. Đó thì em xem cái lịch đó luôn, để mà nếu như chương trình có liên lạc thì mình coi mình sắp xếp được không thì báo với chương trình luôn giùm chị. Dạ. Rồi cái buổi cast của em là xong rồi đó nha. Em kết thúc cuộc gọi để chị cast bạn tiếp theo nha. Rồi, em chào chị.